đối với toàn bộ anh em trong ekip và cũng như là mình chịu trách nhiệm về tổng đạo diễn chương trình này thì đối với việc khó khăn thì thực sự là để chạy được cái tiến độ và anh em vừa phải làm trong một cái môi trường rất là gấp gáp và cũng như trong cái thời gian cực gấp, vẻn vẹn chỉ có 12 giờ đồng hồ để có thể hoàn thiện toàn bộ cái chương trình Xuân Vĩnh Phúc và chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 13 của toàn quốc. Và như vậy thì toàn bộ đòi hỏi anh em ekip cũng như là các anh em nghệ sĩ phải tập trung rất là cao độ, từ phần tập luyện cho đến cái phần dàn dựng và nội dung kịch bản. Và trong thời gian đó thì cũng có rất nhiều cái sự chỉnh sửa của ban tổ chức và cũng như là nội dung chương trình được thay đổi, và cá nhân mình cũng như anh em cũng phải hết sức cố gắng để hoàn thiện được cái yêu cầu của ban tổ chức. Đấy là cái khó khăn của chương trình. Thực sự thì với những cái chương trình như thế này thì chúng tôi cũng đã có rất nhiều những cái lo lắng là cái thứ nhất này. Nhưng mà bên cạnh đó thì trong một cái không khí mà chúng ta chào mừng cái sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cũng như là chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng, thì là những người dẫn chương trình chúng tôi cảm thấy rất là tự hào. Tuy nhiên thì cũng có một vài những cái thay đổi và một vài những yếu tố khách quan do dịch bệnh Covid-19, cho nên là chương trình thực hiện một cách thực sự là rất là gấp, với nhiều cái sự thay đổi liên quan đến kịch bản về thời gian. Tuy là thời gian có hơi gấp gáp một chút xíu, nhưng mà anh Thư và Đại Dương cũng hy vọng rằng có thể đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, và hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay sẽ thành công tốt đẹp. Ngoài những tiết mục nghệ thuật đặc sắc khác thì Ngọc Ánh vô cùng ấn tượng với vở nhạc kịch Vĩnh Phúc Quê Hương Tôi, viết về nữ tướng Hai Bà Trưng và những người anh hùng khác của Vĩnh Phúc. Vở nhạc kịch này là sự kết hợp giữa nhạc sĩ Trần Trung và nhạc sĩ Riccardo Cocente của Ý. Và Ngọc Ánh thì vô cùng hào hứng với tác phẩm này bởi vì sự kết hợp giữa hai nền âm nhạc châu Âu và châu Á thể hiện được giữa cái chất dân ca đương đại của nhạc sĩ Trần Trung để kết hợp với opera của nhạc sĩ Riccardo Cocente. Và qua đó thì Ngọc Ánh cũng vô cùng tự hào khi trở thành một cái nhân vật chính thể hiện trong vở nhạc kịch này, truyền tải được cái sự hào hùng của mảnh đất Vĩnh Phúc